Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin Dự báo giá tiêu ngày 2 tháng 10 năm 2021 được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin Dự báo giá tiêu ngày 2 tháng 10 năm 2021, ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết dự báo giá hạt tiêu trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thuận lợi cho việc tăng giá này là do nguồn cung thiếu hụt, nhu cầu tiêu thụ tăng và nhiều khu vực đang thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội sau một giai đoạn dài khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, lượng hạt tiêu còn lại của nông dân không còn nhiều do đã đẩy mạnh bán ra từ trước đó và cũng đã hỗ trợ tích cực cho giá tiêu xuất khẩu. Theo như báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế cho biết, về nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu đang hạn chế do diện tích giảm, năng suất thấp, yếu tố thời tiết không thuận lợi và kỹ năng bảo quản chưa tốt. Cho nên, giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mức tăng. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho thấy, giá thu mua hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đang giao dịch ở mức 77.500 đồng cho đến 83.500 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, giao dịch ở mức 79.500 đồng cho đến 81.500 đồng 1 kg. Còn về tỉnh Gia Lai ngày hôm nay, ghi nhận từ 78.000 đồng cho đến 80.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được thương lái thu mua trong khoảng 79.500 đồng cho đến 81.500 đồng 1 kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 81.500 đồng cho đến 83.500 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay từ 80.500 đồng cho đến 82.500 đồng 1 kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai tiếp tục giữ mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay là 77.500 đồng cho đến 79.500 đồng 1 kg. ZQYS xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Dự báo giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!